Nguồn tin sau đây cho hay Vingroup bị tố là nhập điện thoại Meizu từ Trung Cộng về bán giá cao. Thưa quý vị, theo như trang thông tin từ tin đồ công nghệ Trend tại Việt Nam, thì nhóm Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng dường như đã nhập điện thoại Meizu 16X của Trung Cộng, rồi thay đổi một chút và mang bán trên thị trường Việt Nam với giá cao hơn. Điện thoại VSV Smart Life của Vingroup gần như là giống y như là Meizu 16X về bên ngoài, cấu hình và tính năng tương đồng, khi cả hai đều sở hữu chip Snapdragon 675, màn hình AMOLED 6.2 inches không tai nhỏ, không tai thỏ và cảm biến vân tay dưới màn hình, 3 camera 48MP, pin là 4000mAh và thiết kế mặt lưng nhựa đổi màu. Hai mẫu máy này chia sẻ chung thiết kế phần cứng bên trong, từ bảng mạch, các connector cho tới cả con ốc vít. Chúng chỉ có hai điểm khác biệt là display vùng camera phía sau và pin của Meizu 16X gồm có toàn các ký tự Trung Quốc, còn V-Smart là tiếng Anh. V-Smart Life được rao bán với giá là gần 7 triệu đồng một chiếc so với giá của sản phẩm Trung Cộng là 5 triệu 700 ngàn. Phản hồi về tố cáo này thì Vingroup khẳng định V-Smart là thương hiệu smartphone của Việt của công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart, trực thuộc công ty này, được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng. Vingroup cho trả hay rằng cả V-Smart và Meizu đều có chung một thiết kế IDH, tức là Independent Design House, và cả hai đồng sở hữu của thiết kế này. Đại diện của Vingroup đã khẳng định V-Smart khác biệt so với Meizu ở phần mềm và tiến trình sản xuất. Meizu dùng hệ điều hành Flyme OS, còn V-Smart dùng hệ điều hành VOS 2 do các kỹ sư Việt Nam phát triển. Không chỉ có vậy, toàn bộ tiến trình sản xuất V-Smart được thực hiện tại nhà máy tại Hòa Lạc, còn Meizu là không tự sản xuất. Đây là sản phẩm gây tai tiếng thứ hai của Vingroup. Vào tháng trước, thì Vingroup đã ra mắt VinFast Fadil, là loại xe 4 bánh được lái lạo từ nhiều chi tiết của nước ngoài. Có nhiều người phàn nàn rằng xe bị hỏng chỉ một thời gian ngắn bắt đầu vận hành.